giá thương mẹ là vì địch anh đã dẹp Bình Tây Liêu ban xưa đất thân hồi chiều băng lộ từng mấy gặp tóc làng nhà kêu quang quang bởi tới nơi họ bàn tư thông mọi việc hành tàn vậy đã rõ ràng trước sau ngày xưa kia bàn tật nó phế tông sai được thanh kinh tây nơi ải ngoài mượn tên tướng giặc giết người về đâu trời chẳng cho mấy thâu đặng lá cờ chân châu sau khi Long công chúa lại cả trai hỗn nhập tống triều nó mới trú tại nơi dân họ bằng cha hồn kế màu nó đã quan lộ mưu gian phi long hộ hại liêu trào mới hay đằng bạn